của cái chỉnh lưu trị to một pha một giờ chu kỳ. Và khi mà chúng ta đã có dạng sóng rồi, chúng ta viết phương trình đơn giản thôi, đúng nhỉ? Điện áp ở trên tải, đúng nhỉ? Nó bằng U2M sin theta, trong đó góc theta bằng omega t đấy. Nhớ là U2 chúng ta bằng U2M sin omega t hay bằng U2M sin theta hay bằng gì? U2 căn 2 sin theta. Đúng ở đây tôi biết ở dạng biên độ đúng không? Khi mà theta dẫn trong khoảng từ alpha đến pi thì UD bằng U2M sin theta bằng U2 đấy. Còn khi mà van theta không dẫn, để không dẫn này trong cái khoảng từ đây đến đây hợp với đoạn từ đây đến đây, tức là trong khoảng từ 0 đến alpha hợp với đoạn từ pi đến gì? Đến 2 pi thì làm sao? Thì điện áp ở trên hai đầu điện trở bằng 0, đúng nhỉ? Và ở đây chúng ta là tải thuần trở lên dòng điện và điện áp nó đồng dạng hay là gì? Chúng ta có thể áp dụng trực tiếp định luật ôm, chúng ta thấy ID nó cho bằng U2M chia cho R nhân với sin theta và trong đoạn từ alpha đến pi bằng 0, tại vì là chia cho R không, chia R cũng 0 mà, đúng nhỉ? Trong đoạn từ 0 đến alpha hợp từ pi đến 2 pi, đúng nhỉ? Và chúng ta có dạng sóng thì dễ dàng chúng ta tính được điện áp trung bình, điện áp trung bình của tải và dòng điện trung bình của tải. Điện áp trung bình của tải thì tính theo công thức thôi, đúng không? Công thức nó sẽ bằng 1 chia 2 pi tích phân từ 0 đến 2 pi của UD theta D theta. Và ở đây chúng ta thấy UD chúng ta đây, phương trình UD chúng ta đây, đúng nhỉ? Phương trình UD chúng ta đây, đúng nhỉ? Thì chúng ta tính tích phân này chúng ta rất là đơn giản, cận là từ alpha đến pi thôi. Còn đây bằng 0 thì cận từ pi 2 pi thì bỏ qua, đúng nhỉ? Đây, cận từ alpha đến pi U2M sin theta. Và chúng ta tính ra được, giải cái tích phân này ra, tạo sin tích cos đó bằng là gì? U2M cos theta trừ U2M cos theta và thay cận vào chúng ta sẽ có, nó sẽ bằng U2M chia cho 2 pi cho cái 1 cộng với cái cos alpha. Có điện áp trung bình rồi thì chúng ta có dòng điện trung bình, đúng nhỉ? Có điện áp trung bình rồi thì chúng ta có dòng điện trung bình. Thì chúng ta thấy là ID bằng UD chia R. Và đây UD đây thì ID nó sẽ bằng như này, đúng nhỉ? Và các em làm cho tôi, các em đọc cho tôi cái ví dụ 2, đúng nhỉ? Các em đọc cho tôi ví dụ và ví dụ 2 và lấy máy tính tính tôi xem kết quả có đúng như thế không. Là tất cả đọc ví dụ 2 và tính tôi như thế xem đúng không. Tất cả đều bấm máy tính nhá. Nếu mà có gì thắc mắc thì phải hỏi, đến đâu dứt điểm đến đấy.
Rồi có ai thắc mắc gì về cái bài toán này không? Rất là đơn giản thôi đúng không? Tính góc mở alpha thì giảm trung bình đầu ra cũng như là 50 bộ. Rất là đơn giản, là áp dụng công thức thôi. Ta chú ý công thức thì có nhiều nhưng mà chúng ta chú ý một tí là chúng ta sẽ thấy được cả cái lời giải nó cũng đơn giản thôi. Không có gì phức tạp cả. Nào, tiếp theo. Sau khi mà có điện áp và dòng trung bình rồi thì dễ dàng chúng ta cũng tính được dòng hiệu dụng và điện áp hiệu dụng. Lưu ý rằng là chúng ta đều có thể tính dòng hiệu dụng và điện áp hiệu dụng theo công thức tổng quát, đúng nhỉ? Còn đây là tải thuần trở nên chúng ta áp dụng cái định lực ôm được là gì? IRMS bằng gì? URMS chia cho R. Chúng ta suy ra URMS nó sẽ bằng R nhân với IRMS, đúng nhỉ? Công suất tác dụng nó sẽ bằng URMS nhân với IRMS và bằng R nhân với I bình RMS, và chúng ta đều có trên đề chúng ta nhân ra. Công suất biểu kiến thì nó sẽ bằng U2. Lưu ý đây U2 là hiệu điện áp hiệu dụng ở phía nguồn nha. Cái công suất biểu kiến là cái công suất là nguồn cung cấp cho tải. Tải ở đây người ta phải hiểu là bao gồm cả chỉnh nhu, bao gồm cả chỉnh nhu và tải R, chứ không phải là công suất biểu kiến cung cấp cho mỗi tải R. Ở đây chúng ta lưu ý là cái bộ biến đổi đó cũng được coi là một loại tải. Nếu mà đứng từ phía nguồn nha, bộ biến đổi được coi là một loại tải. Và đấy là một loại tải phi tuyến. Còn nếu mà chúng ta chỉ nhìn ở phía tải thông thường, tải RLC thôi, thì bộ biến đổi là cái thành phần biến đổi nguồn, biến đổi nguồn thành một cái nguồn có cái thông số phù hợp cho tải, đúng không? Hai cái cách nhìn nó khác nhau, đúng không? Nhìn bộ biến đổi là tải thì nó là tải phi tuyến, còn nhìn bộ biến đổi là một nguồn thì nó sẽ là cái nguồn, nghĩa là sẽ biến đổi cái nguồn, nguồn cố định chúng ta là nguồn điện áp dưới này thành một cái nguồn mà có thông số phù hợp với cái yêu cầu của tải. Hệ số công suất thì chúng ta ở đây chúng ta hệ số công suất chúng ta bằng P chia S, đúng không? Công suất một chiều, công suất một chiều thì chúng ta bằng BDC bằng UD nhân VD, đúng không? Hiệu suất của mạch bằng PDC chia V, đúng không nhỉ? Thì chúng ta chia ra ở đây là tại vì công thức nó dài quá tôi không thể chia được. Để chúng ta chỉ cần lấy tính BDC chia cho B chúng ta tính được cái hiệu suất của mạch thôi, đúng không nhỉ? Và các em làm tôi cái ví dụ 3 này, tất cả làm cái ví dụ 3 này và nhớ rằng cái ví dụ, những cái ví dụ này rất là hay đi thi. Tại vì nó đơn giản và dễ nên chúng ta phải nắm vững từng cái một để đi thi. Là tất cả ngồi làm cho tôi cái ví dụ 3 này. Cái ví dụ 3 này rất là khó, đúng nhỉ? Chúng ta có cái slide tôi gửi để các em mở ra từng cái chỗ mà tôi biến đổi rất là chi tiết, các em đọc và các em có cái chỗ nào thắc mắc là các em sẽ hỏi nha. Là tất cả mọi người lưu ý là ví dụ 3 rất khó. Các em phải đọc kỹ và cái chỗ nào viết ra chi tiết như này rồi, đúng nhỉ? Đây, chỗ nào tính toán tôi tính toán chi tiết, tôi các em thay số và xem có đúng hay không thôi, đúng nhỉ? À, tất cả mọi người cầm bút viết lên, tất cả mọi người phải cầm bút và viết và nháp và tính toán. Còn đến khi đi thi mà các em không hiểu được, các em không làm được không? Tôi đảm bảo câu thế. Em có
À, các em có thắc mắc gì không nhỉ? Đọc kỹ chưa? Ở đây các em lưu ý là chúng ta phải phân tích phổ Fourier của nó ra, tính được cái thành phần A1B1 nha, tính được cái thành phần A1B1 của nó, sau đó chúng ta tính được cái giá trị hiệu dụng dòng cơ bản, góc pha tính được cái công suất biểu kiến, cái URIRMS này là chúng ta phải tính theo cái công thức tổng quát nha, công thức tổng quát về công thức sẵn, hoặc là các em có thể tính thông qua công thức tổng quát đây. Được chưa? Đơn vị tôi ghi ở đây rất là rõ ràng này, U2 bằng 1 kV/A, công suất tác dụng bằng watt, công suất phản kháng VAR và công suất méo VAD, hệ số méo, hệ số công suất lệch dòng điện trung bình hiệu suất của mạch. Em nhìn nó rất là chi tiết rõ ràng, và các em yêu cầu các em phải làm được những cái bài như này nha, phải làm được. Đây là những bài cơ bản nhất để chúng ta về báo cáo. Báo cáo thì người sẽ làm báo cáo về cái phần này. Đây là số 2, Nguyễn Đức Minh chỉnh như một pha không có điểm danh, điểm danh bằng hai ông này không không quang tiến. Số 41 tuần trước không học nha, và số Nguyễn Viết Trọng số 47 chỉnh như một pha một nửa chu kỳ, chỉnh như này là chỉnh như diode, cái ông số 1 là diode. Chỉnh như thích to, thích to một pha nửa chu kỳ, thải phân trở với góc mở alpha, là 30 độ. Đấy. Cái ông thứ ba cũng làm chỉnh lưu thi to. Nhưng mà góc mở 60 độ. Đấy. Nhớ làm cái báo cáo như mà tôi đã hướng dẫn những ông kia nhá. Rồi, ở đây tôi sẽ mô phỏng cho các em xem cái chỉnh như thích to này. Ai nhắn tin. 61 người rồi cơ mà. Làm gì còn người ngoài nào nữa. Ai đâu? 33 Đức Thành ngoài đâu mà em bảo thầy cho báo. Số 27 thầy ạ. Đâu có thấy đâu. Đây. Đây có thấy ai đâu. Nào tôi sẽ mô phỏng thử cho các em cái bài chỉnh lưu thích to này để chúng ta nhìn. Lấy kết quả chúng ta phải lấy y như cái bài mà tôi đã lấy lần đầu tiên ấy. Hai ông số 2 số 3 nhìn kỹ nha. Ông nào record máy của tôi à? Tất cả mọi người nhớ là không được record chia sẻ lên mạng xã hội nhá. Tôi không đồng ý là để các em chia sẻ mạng xã hội đâu. À, nhìn tôi làm này. Rồi. Ta lấy cái thư viện của nó.
nhìn xuống cái sim sim kết đâu nhỉ? Đây sim kết đây. Xong đến electrical này. Xong đến special specy ID power system. Đấy. À, các em vào cái fundamental block này. Chúng ta lấy cái nguồn. À, nguồn này nguồn dòng đây chúng ta lấy nguồn áp. Cái tay cái ấy của tôi nó hơi bị con chuột của tôi nó hơi bị nở thì các em thôi này. Rồi tháo ra. Máy hơi đơ. Chờ chút nó hiện đi. Đấy, rồi các em lưu ý đây là nguồn U2 nhé, chúng ta có thể lấy biến áp hoặc là chúng ta lấy trực tiếp U2. Đây này. U2 ta có thể lấy trực tiếp và các em có thể lấy cái biến áp giống như cái hình như này tùy. Đây cái biến áp đây, còn ở đây tôi lấy trực tiếp nguồn U2 ra. U2 này thì to. Đây các em nhìn thấy đây chính là cái cực kết của chúng ta đây. Điều khiển đây, còn đây anode cathode chúng ta bắt y như cái cấu trúc mạch chúng ta. Tải thuần trở chúng ta lấy cái element đây. Đấy, tải phân trở R. Tải ở đây chúng tôi ví dụ tôi lấy theo cái ví dụ chúng ta là R bao nhiêu. R bằng 10 ohm đúng không? Điện áp đổ vào hiệu dụng là 120V tần số 60Hz. Vậy tôi lấy y như cái bài tập chúng ta đi. Đấy, R bằng 10 ohm này. Được chưa? Rồi, em dùng ấn vào và dùng controller để quay đúng không nhỉ? Là chuột của tôi nó hơi là không, mọi người thông cảm nó không vẩy nhanh được, nó không bắt đi. Chưa? Đây chúng ta đã có được cái chỉnh lưu thi to đúng nhỉ? Và các em lưu ý đây là cái nguồn đầu vào của ta là tần số của ta là 60Hz này, giá trị hiệu dụng là 120 thì giá trị đỉnh của nó phải là 120 căn 2, 120 SQRT căn 2. Ok chưa? Không hề ăn gì nhá, vào me luôn mình đấy. Con chuột của tôi nó hơi lực quá. Tôi muốn làm rất là nhanh thôi nhưng mà cái gì đấy, đánh game mà chuột thôi lực như này thì thế nhỉ. Đây, to dòng. Đây dòng chảy qua tải này. Được. Dòng đo ampe kế thì bắt nối tiếp, đúng nhỉ? Đo điện áp thì bắt song song, giữa hai đầu.
Để tôi đo điện áp trên hai đầu tải. Đúng chưa? Còn có thể các em đo điện áp ở đầu nguồn nữa. Nên lần này tôi nên lên Hà Nội, lần này tôi phải mua con chuột. Được chưa mọi người nhỉ? Em lấy cái scope để đo. Mô phỏng Manap Siming là những cái kiến thức nền tảng bắt buộc để chúng ta rồi. Bây giờ còn cái này phát xung vào nữa đúng không? Phát xung vào thì chúng ta sẽ dùng một cái sinh ra xung. Rồi, bây giờ chúng ta đang để vị trí xung là 30 độ. Vậy thì chúng ta thấy là chúng ta phải xem là chúng ta sẽ phát xung ở đâu, đúng nhỉ? Về chu kỳ T chúng ta, đây, độ rộng xung là độ rộng xung, tức là cái này nó sẽ cho ra độ rộng xung chúng ta là bằng với 5%, 10%, 100% thì nó sẽ ra cái độ rộng xung ta. Đây tôi thường thường cho lớn hơn 10% thì tôi sẽ cho nó tầm 50% đi. Đúng nhỉ? Chu kỳ đây các em lưu ý là chu kỳ bằng với cái chu kỳ của điện áp lưới. Ở đây các em đang để là tần số của lưới là 60Hz thì chu kỳ chúng ta sẽ là 1 chia cho 60. Đúng nhỉ? Bây giờ góc trễ pha đây này, cái góc trễ pha là cái góc mà chúng ta sẽ phát xung vào góc alpha, đúng nhỉ? Vậy các em thấy là cứ một chu kỳ T, đúng nhỉ? Một chu kỳ T ứng với 360 độ, đúng nhỉ? Vậy góc alpha của chúng ta bằng ứng với một chu kỳ T. Em nháp ra dùng em nháp ra. Tôi lại không tiện có cái bút, có cái bảng để tôi viết cho các em dễ nhìn. Một chu kỳ T thì ứng với 360 độ, đúng nhỉ? Vậy góc alpha ứng với cái thời gian trễ đấy là x. Vậy chúng ta suy ra x nó sẽ bằng T alpha chia cho 360 độ, đúng nhỉ? Mà T của chúng ta bằng 1/60, đúng chưa? Góc mở alpha của ta bằng 30 độ. Vậy chúng ta sẽ thấy nó sẽ bằng là T là 1/60 nhân với 30 chia 360. Đúng nhỉ? Vậy góc mở alpha của ta bằng 30 độ, vậy là nó sẽ bằng là 1 chia cho 60. Đóng vào sao với 30. 30 đây chính là góc mở này chia cho 360. Đúng nhỉ? Ok chưa? Đúng chưa? Góc mở đây là các em lưu ý là góc mở đây bằng 30 độ. Còn nếu mà các em bây giờ muốn thay đổi 60 độ như cái ông số thứ 3 làm báo cáo 60 độ thì các em thay vào đây là 60 độ, đúng chưa? Rồi, bây giờ các em muốn chạy được thì các em phải dùng power system.
Đấy, bao vui. Thật là bực chết với cái máy này mất. Đúng nhỉ? Thời gian mô phỏng của chúng ta là 60 Hz, thì chúng ta cho đó là hai chu kỳ lưới 0,02. Tôi cứ cho nó bằng là 0.03 đi. Đúng nhỉ? 0.04 đi. Rồi, và các em lưu ý rằng ở đây là tôi, nếu mà các em lấy hình vẽ thì các em lấy đây là đây, lấy ta vuốt space để vẽ, nhớ là lấy structure with time và chúng ta lấy để US hay U2 đấy, đúng nhỉ, U2 kia thì áp nguồn đấy, đúng nhỉ. Rồi mọi người có đang thấy nhìn thấy tôi làm gì không nhỉ, mọi người nhỉ? Alo, có đây ạ. Tôi làm cái ông này không nhìn thấy, tôi tự nhiên thấy không thấy ai nói gì. Đây là ID, tức là y tải đây, đúng nhỉ? Nhớ là phải để structure with time này thì nó sẽ vẽ được. Rồi, UD đây. Những cái nền tảng là các em phải có để các em, để các em ấy tôi lưu vào một file. Hey, lưu vào desktop. Điện tử công suất 2022. File mô phỏng. Chỉ to. Một pha. Ok. Nào, sau khi tôi đi rồi tôi mới chạy. Để lưu việc mở alpha tầm 30 độ nha. Đây các em nhìn điện áp đầu vào của ta đây. Đúng nhỉ? Là hình xin. Đây điện áp nguồn này, còn điện áp dưới của ta đây. Đây góc mở 30 độ các em nhìn này. Cho 30 độ nó mới bắt đầu nó mới có điện áp đầu ra này, đúng nhỉ? Em muốn để cho nó hình xin đẹp hơn ấy thì chúng ta để cho nó ở chế độ ở tán đoạn, và đây là bằng cái tần chu kỳ trình độ ta bằng 2m/s. Và tôi không để 30 độ, tôi để 90 độ cho các em xem nhé. Phát xung ở 90 độ đây, đây là 90 độ. Đây, xung phát ở 90 độ thì nó như nào? Đây các em nhìn này. Đây, xung 90 độ cho mọi người đây, ở cái khoảng giữa này, đúng chưa? Và các em không tin thì tôi vẽ trên cùng một của nó. Ao 2 ta vẽ U2 và UD và ID trên cùng một đấy, U2 đấy, đúng chưa? Điện áp nguồn hình xin đây, hold on nó lại, tức là giữ trên cùng một hình, cái lệnh hold on là thế, và UD của ta và tôi vẽ rồi, và hold on tiếp ID. Ok, và chúng ta sẽ được cái hình cuối cùng của nó như này. Đây các em nhìn này đúng không nhỉ? Đây này, ở 90 độ ở chính giữa này. Đúng nhỉ? Với bắt đầu có thì khi phát xung 90 độ thì bắt đầu mới có điện áp UD, và khi mà chi to dẫn thì điện áp UD bằng với điện áp U2, cho nên cái đường màu đỏ này là điện áp đầu ra U2, nó trùng khít lên cái đường điện áp nguồn, đúng nhỉ? Và dòng điện của chúng ta đây, đúng không các em nhìn này,
dòng điện chúng ta đồng dạng với điện áp trên hai đầu tải. Tại vì sao? Tải thân trở mà. Chúng ta có thể vẽ thêm cái grid mà. Để cho đẹp. Đúng chưa? Và ngoài ra các em có thể dùng cách để tô đậm nó thêm, nhưng mà không, như cách công bằng mà tôi đã dạy các em đấy. Ôi giời ơi, cái màn hình của tôi, cái màn hình của tôi nó cũng hỏng mà cái chuột của tôi thì nó cũng đỡ, nên nó hơi đỡ tí. Em về các em chỉnh sửa cho đẹp nha. Đây tôi vẽ lên đây thôi. Đẹp. Ở góc 90 độ thì chúng ta thấy là đây, đúng nhỉ? Điện áp đầu ra trùng khít với điện áp lưới, cái đường màu đỏ này, đúng nhỉ? Đến đây thì UAK nhỏ không rồi thì thi to không dẫn nữa thì điện áp ở trên hai đầu tải bằng không đấy, đúng nhỉ? Còn điện áp lưới nó vẫn còn đấy, đúng nhỉ? Đấy. À, hai ông số 2, số 3 lưu ý mà về mà làm báo cáo nhá. Ok, những ông khác còn lại cũng phải chú ý. Để chúng ta sau này tôi không hướng dẫn nữa, tôi chỉ hướng dẫn hai ông này thôi. Còn những cái bài còn lại làm tương tự, đúng nhỉ? Bây giờ tiếp theo chúng ta sang khi mà chúng ta đã có được tải thuần trở R, chúng ta hiểu được nguyên lý hoặc điều nó hoạt động và nó có hiện đây chúng ta xem xét cái trường hợp mà chỉnh lưu diode tia một pha hay chỉnh lưu một pha bằng được chu kỳ tải RR, đúng nhỉ? Thì ở đây các em thấy là gì, khi mà diode nó dẫn, đúng nhỉ, thì điện áp ở trên hai đầu tải bằng U2, còn khi mà diode nó không dẫn thì điện áp ở trên hai đầu tải bằng không, đúng nhỉ? Rõ ràng thế, chắc chắn tôi không biết là diode khi nào dẫn, diode nào khi nào nó dẫn và khi nào nó không dẫn, nhưng mà tôi biết chắc là rằng là khi diode nó dẫn thì điện áp ở trên hai đầu tải bằng với U2, tức là UD bằng với U2, và khi diode nó không dẫn ở trên hai đầu mà chỉnh lưu tải thuần trở R, khi mà chúng ta biết chắc khi nào diode nó dẫn, khi nào diode nó không dẫn, khi mà U2 lớn hơn không, U2 lớn hơn không thì dòng nó phải chảy từ cực dương về cực âm, thì chắc chắn là lúc đó là gì, diode nó dẫn rồi. Còn mà khi mà U2 nó âm thì dòng nó chảy ngược lại, dòng nó chảy ngược lại nó phải chảy từ cực dương về cực âm, thì lúc đó là gì, lúc đó là chúng ta mới thấy rằng diode nó phải tự ngắt lại. Tại vì tải chúng ta tải thuần trở nhá, tải thuần trở là dòng điện và điện áp đồng dạng, tải thuần trở luôn luôn như thế. Nhưng mà đây là tải trở cản, là tải RR, dòng điện và điện áp nó không đồng dạng với nhau. Mà chúng ta học ở lớp 12 đấy, đối với dòng điện và điện áp ở trên hai đầu tải RN thì dòng điện nó luôn trễ pha hơn điện áp, đúng nhỉ? Dòng điện trễ pha hơn điện áp có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà điện áp ở trên hai đầu tải RN về không rồi thì dòng điện nó chưa về không. Và khi nào nó về không? Nó phụ thuộc vào cái đặc tính của tải, tỷ lệ giữa R và N. Đấy là cái mà chúng ta đã học được ở lớp 12, đúng nhỉ? Thì áp dụng nó vào đây. Khi mà U2 mà bắt đầu nhỏ hơn không, U2 bắt đầu nhỏ hơn không thì dòng điện chảy qua diode nó vẫn chảy theo một hướng, tức là vẫn chảy theo cái hướng từ anode về cathode. Tại vì là điện áp về không rồi dòng điện nó chưa về không. Còn cái tải thuần trở, điện áp về không dòng điện ngay lập tức về không, và điện áp phi xuống âm thì lập tức là dòng điện nó cũng phải đồng dạng phi về âm như thế. Tải thuần trở, tải RR dòng điện nó chưa về không ngay được mà nó vẫn tiếp tục chảy theo hướng đấy, mà tiếp tục chảy theo hướng ấy thì diode nó vẫn mở. Và bao giờ dòng điện nó về không và nó bắt có khả năng bắt đầu chuyển về cực âm, nhảy ngược trở lại, nó đi ngược trở lại thì lúc đấy diode nó bắt đầu khóa. Đấy, quan trọng nhất là cái thời điểm mà dòng điện chảy trên tải RL về không thì lúc đó diode nó mới khóa lại được, chứ không phụ thuộc vào cái nguồn U2 nữa. Vậy chúng ta phải tìm được cái thời điểm mà dòng điện chảy qua tải RL nó đi về không. Thì ở đây chúng ta không biết cái thời điểm đấy thì chúng ta phải đi tìm. Nhưng mà có một điều chúng ta biết chắc rằng là khi diode nó dẫn thì điện áp trên hai đầu tải UD bằng U2. Khi diode nó không dẫn thì điện áp ở trên hai đầu tải UD bằng không.
Vậy chúng ta thấy là chúng ta xem xét cái trường hợp mà khi yếu tố dẫn. Khi yếu tố dẫn thì áp dụng kiếp hốp cho cái vòng này, đúng không? UD của chúng ta đây nó sẽ bằng RID cộng với LDR trên DT, đúng nhỉ? Mà UD bằng với U2 thì tôi có thể viết ngay phương trình như này, đúng nhỉ? Phương trình này rõ ràng là một cái phương trình vi phân bậc nhất, đúng không? U2 ta bằng U2M sin theta, đúng nhỉ? Và chúng ta chia cả hai vế cho L, đúng nhỉ? Chia cả hai vế cho L và đặt cái tỷ lệ RL omega L chia cho R bằng Q thì chúng ta sẽ có phương trình là DID chia delta cộng với ID chia Q bằng U2M QR nhân với sin theta. Và các em lưu ý rằng ở đây là cái phương trình vi phân này. Phương trình vi phân này chúng ta đang để biến theta nha, biến ở đây là biến góc điện chứ không phải là biến gì, biến thời gian. Phương trình này để biến thời gian, còn phương trình này để biến góc điện. Chúng ta đổi biến thôi. Em đổi biến lại. Như là góc theta nó sẽ bằng omega t. Chúng ta đổi biến thì chúng ta sẽ ra cái phương trình này. Chính là trên bảng tôi sẽ viết cho các em đổi biến. Mà năm ngoái tôi viết đổi biến rồi. Các em chú ý một tí để đổi biến thì các em sẽ từ phương trình này các em ra được cái phương trình này. Đấy là những cái kiến thức nền tảng thôi, nó không có gì khó khăn cả, đúng nhỉ? Các em phải học toán, phải có kiến thức nền tảng toán và kiến thức vật lý thì các em mới nhìn mạch giống như là nó vốn như thế. Tất cả những cái gì về vật lý nó đều được xây dựng từ toán học hết. Ông có toán học thì ông mới nhìn thấy cái mạch nó sáng rõ như ban ngày, còn ông không có toán, ông không có cái kiến thức nền tảng về vật lý, ông nhìn nó không hiểu cái gì cả. Chắc chắn là không hiểu cái gì cả. Cho nên học tự động hóa rất là khó. Học tự động hóa nó không như công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin các ông chỉ cần biết sơ sơ về toán rời rạc thứ là các ông có thể lao vào ông làm được rồi. Nhưng mà học tự động hóa, học về điện là các ông phải biết về vật lý, các ông phải biết về toán. Toán của nó là toán phương trình vi phân chuỗi, rồi những cái học nên những cái lý thuyết điều khiển cao siêu hơn, nó liên quan rất nhiều đến toán cao cấp. Toán mà các ví dụ tôi lấy điển hình nhất là các em dùng lý thuyết điều khiển nâng cao, dùng điều khiển trượt chẳng hạn, thì chúng ta lại phải cần có cơ sở về đạo hàm đi, đạo hàm có hướng. Mà những cái đạo hàm có hướng đấy thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải học ở toán cao cấp, người ta cung cấp được, mà chúng ta chưa hiểu được cái đạo hàm có hướng như thế nào và nó áp dụng vào kỹ thuật chúng ta như thế nào, chúng ta không hiểu. Người ta cứ bảo là cái ngành tự động hóa của chúng ta ở đây là ít tiền. Tại sao? Tại vì chúng ta không thể có kỹ thuật bằng tay được. Tại sao người ta có nền tảng toán tốt, người ta làm cái gì người ta có thể sáng tạo được, còn chúng ta không có nền tảng toán, không có nền tảng về vật lý. Chúng ta chỉ biết là chúng ta ngồi, chúng ta lập trình, rồi chúng ta lắp theo cái mạch cố định có sẵn rồi, còn ngoài ra chúng ta không biết, chúng ta không thể phát triển được, chúng ta chỉ ăn theo thôi. Mà ăn theo chúng ta không hiểu được hết tại sao lại như thế. Thực sự là chúng ta cái kiến thức về tự hóa chúng ta rất là kém, không phải nói gì đến đấy, nhưng mà cái nền tảng tự hóa chúng ta học theo tây, chúng ta không có nền tảng toán, cho nên là chúng ta mất hết. Cho nên đời sau là người ta rất là coi trọng toán là như thế. Tôi học bách khoa, tôi học 4 năm môn toán là cuối cùng để cái mắt xích liên hệ giữa toán và kỹ thuật là các ông phải có một thời gian nghiền ngẫm thì các ông mới hiểu được. Còn chúng ta ra đời chúng ta chỉ lắp khởi động từ biến tần POC, rồi chúng ta lắp đặt theo một cái quán tính người ta cho trước rồi, mạch biết các thứ nó cứ có mạch công dụng như thế rồi, công thức tính thì cũng theo cái chuẩn, cái kinh nghiệm của người ta rồi. Ông nào kỹ sư giỏi thì làm theo tiêu chuẩn, còn ông nào kỹ sư vừa thì làm theo kinh nghiệm, thế thôi, thì nó có một cái ba gem hết rồi. Còn để mà sáng tạo, để mà làm một cái gì đấy như nước ngoài thì chúng ta thực sự là tự động hóa của chúng ta chưa có đủ tầm như thế. Và tại sao là cái ngành tự động hóa ở bên châu nó rất là khác nhân lực, tại vì nó đòi hỏi cái kỹ năng của người kỹ sư rất là cao. Xét buýt một giờ tính theo tiền theo giờ chứ nó không tính tiền theo tháng, tây nó trả tiền theo tuần chứ nó không trả tiền theo tháng. Như chúng ta nó tính tiền là tính tiền xét buýt, tức là tính tiền sửa chữa theo giờ, chứ không trả tiền theo tháng. Cái trình độ nó chỉnh hẳn. Em vào nhà máy các em sẽ thấy là nếu mà đi, các em có cơ hội vào nhà máy và có cơ hội để làm bảo dưỡng nhá,
bảo dưỡng lớn và bảo dưỡng nhỏ, thì kỹ sư bên Tây nó về nó làm từ A đến Z, vặn cửa lê ốc nết, vặn mỏ vít các thứ, rồi lập trình, rồi mạch điện nó làm nhanh nhoáy. Nó làm nhanh nhoáy không như mình đâu, mình cứ ngồi cứ bảo là lập trình thôi, không đủ đâu. Nó làm nhanh nhoáy thì chúng ta phải cố gắng nâng cao trình độ chúng ta mới có tiền. Còn nếu mà chúng ta không nâng cao trình độ thì không tiền được. Và hiện tại thì có một cái cuộc tranh luận rất là lớn là làm IT với làm tự động hóa. Tôi cũng đọc ở những cái diễn đàn lớn, người ta cũng đang rất là các em mới đang vào 2K5 này đang rất là phân vân lựa chọn ngành tự động hóa hay ngành IT. Thì tôi nghĩ rằng là công nghệ tự động hóa thì những năm tới nó sẽ phát triển. 20-30 năm nay nó đã là cái ngành tốt rồi, và tiếp theo đây nó sẽ là ngành tốt. Còn cái ngành về công nghệ tin dần dần nó sẽ bị giảm đi, giảm cái số lượng nhu cầu việc làm đi. Tại sao? Tại vì AI Việt Nam mình đa phần là gì? Đa phần là công nhân cốt, công nhân gọi là gia công phần mềm thôi, chứ các ông ý không có đủ trình độ để làm được cái gì nó gọi là mới mẻ. Tất nhiên là cái phần trăm làm được cũng có, nhưng mà cái phần trăm lớn là làm gia công phần mềm. Mà gia công phần mềm thì sớm muộn gì nó cũng thay đổi bằng, nó sẽ thay thế được bằng AI. Nó thậm chí viết tốt hơn, và nó mắc ít lỗi hơn, và nó sửa lỗi nhanh hơn. Thì sớm muộn gì những cái nguồn nhân lực về công nghệ tin viết code ý là sẽ bị đào thải. Và đặc biệt là các em nhìn thấy ngay cái bài báo mấy hôm nay, một cái công ty Ấn Độ nó đã đầu tư hẳn 1 tỷ đô để cho kỹ sư làm quen với công nghệ AI, kỹ sư phần mềm ở bên Ấn Độ làm quen với công nghệ AI để thay đổi những cái công việc cơ bản hàng ngày bằng cái công nghệ AI. Chúng ta mới biết là cuộc chiến về công việc làm trong độ khoảng 100 năm sắp tới nó sẽ kinh khủng như thế nào. Và theo tôi là trừ cơ khí và điện, hai cái phải dùng tay chân và dùng đầu óc, thì AI chưa có khả năng thay thế trong 10-20 năm tới. Nhưng mà các ông chỉ dùng lập trình không, thì trong 100 năm tới chắc chắn AI nó sẽ thay thế được. Là một điều hiển nhiên. ChatGPT các em thấy nó đã đến thông minh đến mức như thế rồi, thì AI để lập trình tốt sớm muộn gì nó cũng làm được. Nên chúng ta lưu ý rằng là gia công phần mềm sẽ là một cái ngành đầu tiên sẽ bị thay thế, và cái nhân lực ở cái ngành đấy sẽ bị thay thế đầu tiên ở trong cái cuộc chiến giữa con người và AI. Chúng ta lưu ý thế. Còn tất nhiên bây giờ bảo vặn cờ lê mỏ lết thì đi lập trình mấy cái POC chúng ta cái này, thay biến tần, thay POC rồi sửa sensor, đi test sensor, đi test các thứ như thế, thì chắc chắn là trong vòng 20 năm tới chưa thể thay thế AI, chưa thể thay thế bằng con người được. Nên chúng ta yên tâm rằng ngành tự hóa trong 10-20 năm tới chưa bị thay thế được. Cơ khí cũng thế, cái gì bằng tay chân thì nó sẽ sử dụng con người, còn cái gì mà sử dụng bằng bàn phím phần mềm thì nó khả năng nó thay thế được bằng AI. Cái hàn mạch, đi thuê một cái kỹ sư hàn mạch rẻ tiền hơn nhiều so với ông đi thuê mua một loạt những cái robot về công hàn, lập trình hàn cho nó, đúng không? Mà các ông muốn làm một cái robot hàn như thế thì không phải là những cái doanh nghiệp nhỏ có thể làm được, mà phải doanh nghiệp cực lớn có hàng quốc tế thì nó mới thay thế được. Chứ làm sao doanh nghiệp có được khoảng 100 tỷ với 1000 tỷ đi mua mấy con robot hết tốt cả tiền được đâu nữa mà, đúng không? Thà thuê nhân lực con người còn hơn. Nên chúng ta lưu ý rằng là ngành điện chúng ta và ngành cơ khí là những cái ngành mà 10-20 năm tới vẫn là những cái ngành chủ chốt quan trọng nhất. Còn công nghệ thông tin nó đang trong thời kỳ thoái trào. Thứ nhất là về nhân lực đang rất là dồi dào. Thứ hai là về công nghệ đang dần dần nó sẽ được thay thế bởi AI. Đó là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người nào muốn nhảy sang công nghệ thông tin. Tôi đọc ở trong diễn đàn rất nhiều người từ tự hóa nghĩ suy kiểu gì ấy, chuyển ngạch sang công nghệ thông tin. Đấy là những người đứng núi nọ trông núi kia. Thế người ta bảo là lắm tiền cũng nhảy sang, nhưng mà các em có biết không là 3 năm tuổi đã bị đào thải rồi. Các ông đến 35 tuổi mà các ông không làm được sếp, không có một cái gì đấy thì các ông sẽ bị đào thải trong ngành công nghệ thông tin.
điều chắc chắn là ai có người làm trong ngành công nghệ tin thì chắc chắn biết điều đấy. Nhưng mà đối với kỹ sư tự hóa hoặc kỹ sư cơ khí 30-32 tuổi thì bắt đầu mới có độ chín, và lúc ý là chúng ta mới có một cái sự nghiệp vững chắc. Chúng ta làm nghề trong vòng 4-5 năm, 7 năm thì chúng ta mới hiểu được, và chúng ta lúc ý sẽ có một cái nền tảng vững chắc. Còn học trong trường đại học là học những cái nền tảng, những cái kiến thức để chúng ta sau này chúng ta phát triển. Chứ không không ai, không cái trường nào một khi mà người ta dạy các em mà cầm cờ lê mỏ lết, cầm hàn, cầm cái, người ta tập trung quá nhiều vào thao tác thì người ta sẽ đổi lại là gì? Đổi lại các em sẽ không có kiến thức nền tảng. Các em nhiều sinh viên cứ bảo là tại sao mà trường mình không quá không chú trọng vào cứ cầm cờ lê mỏ lết, cầm biến tần xong cứ vậy nắp đặt rồi cứ thế mà chúng ta thực hành rất là nhiều thì chúng ta ra đời chúng ta làm được nó tốt. Nhưng mà một khi mà các em đánh đổi bằng cái việc thực hành rất là nhiều như thế thì lý thuyết và những cái mà nền tảng cơ sở để các em phát triển sau này các em sẽ phải vứt hết. Không có một cái nền tảng quan trọng như thế thì các em nhớ là các em đi học POC, đi học biến tần, các em chỉ cần ra các em học một course ở ngoài người ta dạy các em từ A đến Z được. Nhưng mà những cái kiến thức về truyền động điện, điện tử công suất, lý thuyết điều khiển tự động, tôi đảm bảo rằng các em lên mạng các em sẽ không bao giờ người ta dạy được cho các em ở bên ngoài được. Người ta chỉ dạy thao tác chứ người ta không dạy lý thuyết sâu xa được. Nên chúng ta mới hiểu tại sao là cái chương trình ở trường đại học người ta đã phải cố định như thế, không phải Tây mà không phải ta dạy như thế mà Tây người ta cũng dạy như thế. Các em, các thầy người ta lên chương trình là người ta phải tham khảo tất cả những cái chương trình của thế giới, nó làm như thế và mình phải làm như thế. Và ra đời kỹ sư của Tây người ta cũng phải học theo cóp, tức là người ta phải học thêm để người ta có kỹ năng nghề, chứ không phải là cứ phải ở trong trường đại học dạy các em nghề, các em biết tháo cửa lên mỏ lên, các em thay biến tần đủ thứ mạch. Như thế là các em bảo là riêng cái chương trình đại cương nó có 2 năm đại cương rồi, học toán, học tư tưởng Hồ Chí Minh, học đủ mọi thứ trần đời như thế, chiết thứ đầy đấy. Còn có 3 năm dành cho chuyên ngành, và trong khi đó 2 năm cơ sở, gần 1 năm cơ sở ngành, vậy chỉ còn có 1 năm rưỡi chuyên ngành. Bây giờ các ông bảo đi không dạy các ông chuyên ngành mà dạy các ông cầm cờ lê mỏ hết thì lúc ý thì các ông biết cái gì. Tôi lưu ý rằng là chúng ta phải nhìn chương trình đào tạo một cách thấu đáo. Chúng ta không được nghe những cái kiểu là trường này trường kia dạy rất là nhiều thực hành, mà trường mình tại sao không dạy thực hành, mà cứ phải chú trọng vào những cái lý thuyết nền tảng như thế. Thì các em phải hiểu là tại sao tất cả người ta đã họp bàn với nhau rồi, chứ không phải tự nhiên là người ta dạy như thế. Chúng ta phải hiểu thế, quay lại cái chương trình tiếp tục thế. Cái này là gì? Nó liên quan đến cái phương trình vi phân mà chúng ta đã học ở chương trình đại cương, đúng không nhỉ? Phương trình vi phân bậc nhất ở đây chuyển từ biến t sang biến theta, chúng ta về chúng ta chuyển được. Tôi thì tôi trên bảng tôi sẽ chuyển, nhưng mà tôi ở đây slide tôi không chuyển nữa. Các em về các em tự nháp ra chuyển từ biến t sang biến theta như nào, đúng không nhỉ? Và đây q ở đây nó sẽ bằng omega l chia cho r. Thì cái phương trình vi phân này là cái phương trình vi phân bậc nhất với biến là id, đúng nhỉ? Cái góc theta này, đúng không? Phía bên này là góc theta cũng thay đổi theo thời gian. Vậy chúng ta sẽ tìm ra được cái phương trình vi phân của nó dưới dạng như này. Để các em về các em giải cái phương trình vi phân này và các em tìm ra được cái nghiệm của nó, đúng nhỉ? Cái nghiệm của nó. Các em lưu ý là cái nghiệm này, đầu tiên là chúng ta phải tìm được cái nghiệm tổng quát, sau đó là chúng ta tìm cái nghiệm riêng dựa vào điều kiện biên, điều kiện ban đầu hoặc điều kiện cuối, điều kiện biên, đúng nhỉ? Điều kiện biên bao gồm cái điều kiện phía ban đầu và điều kiện kết thúc của cái quá trình. Ở đây chúng ta thấy là tại cái thời điểm ban đầu id không, là tại cái thời điểm t bằng không ấy, id không bằng không, chúng ta thay vào cái nghiệm chung ấy, nghiệm tổng quát, thì chúng ta sẽ đưa ra nghiệm riêng. Lưu ý rằng là ở đây có hai khái niệm là nghiệm tổng quát và nghiệm riêng. Cùng tất một cái hệ thống mà nó có cùng cái nghiệm tổng quát, nhưng mà cái nghiệm, cái điều kiện ban đầu khác nhau, điều kiện kết thúc khác nhau, tức là điều kiện biên khác nhau đấy, thì cái nghiệm riêng nó sẽ khác nhau. Em hiểu như thế nào? Nghiệm riêng nó sẽ khác nhau, ta lưu ý như thế. Ở đây chúng ta tìm được id của chúng ta là cái nghiệm như này, trong đó phi bằng arc tan quy, đúng chưa? Đây, ở đây các em nhìn đây này, đây là cái dòng id, tức là dòng chảy qua tải, còn đây là cái điện áp, cái đường màu đỏ này,
điện áp UD là cái điện áp ở trên hai đầu tải. Khi dòng điện về không, để cái đường ID này về không, thì dòng điện điện áp ở trên hai đầu tải nó có về không được. Đây, đúng chưa? Đây. Còn ở đây chúng ta thấy là tại vì đây điện áp về không rồi nhưng mà dòng điện nó vẫn chưa về không, dòng điện nó vẫn dương, dòng điện vẫn dương tức là nó vẫn chảy qua được cái hướng từ anode đến cathode của diode, cho nên là diode nó vẫn thông. Đến khi nào dòng điện về không rồi, đấy, đến vị trí này dòng điện về không thì diode nó mới không thông nữa. Diode nó không thông thì diode nó không dẫn nữa, không dẫn nữa thì điện áp ở trên hai đầu tải bằng không. Đây, điện áp ở trên hai đầu tải bằng không, đúng chưa? Và cái góc beta này, cái góc beta này người ta gọi là góc tắt dòng. Đây, góc từ không đến đây người ta gọi là góc beta này, góc tắt dòng. Góc tắt dòng là góc mà tại thời điểm đấy dòng điện nó bằng bằng không. Và để giải được, để tìm được cái góc tắt dòng beta này thì chúng ta thấy là tại cái thời điểm y beta này, tức là cái góc theta này, đây cái phương trình vi phân ta id bằng góc theta, khi mà góc theta bằng beta thì cái này cũng bằng không. Đấy, đây, đây. Tại cái thời điểm bắt đầu thì dòng ID cũng bằng không, và tại điểm kết thúc, đúng nhỉ, cái thời điểm kết thúc là cái góc tắt dòng beta này, I beta tức là góc theta bằng beta đấy, tôi đọc là I beta bằng không, đúng nhỉ? Thì chúng ta dùng cái phương trình đấy, chúng ta đây, chúng ta thay vào đây, chúng ta thay đây, chỗ nào có theta thì chúng ta thay bằng beta vào, chúng ta sẽ giải được cái phương trình này. Chúng ta cái này bằng không thì ở đây beta trừ beta trừ quy đây, sin theta cộng với sin beta trừ phi đây, đây tôi xuống đây, đây tôi ra cái phương trình này, đúng nhỉ? Giải cái phương trình này rõ ràng này, b quy biết rồi, góc phi biết rồi, đúng nhỉ? Giải phương trình này chúng ta sẽ tìm được beta. Nhưng rất tiếc phương trình này là phương trình siêu việt, phương trình siêu việt bao gồm phương trình hàm hữu mũ và hàm giác, nên chúng ta không thể giải được bằng cách thông thường mà bắt buộc chúng ta phải dùng phương pháp xấp xỉ. Xấp xỉ chúng ta có cái phương pháp tính này, chia đôi ra, chia đôi, cứ chia đôi dần khoảng nghiệm, chúng ta sẽ tìm được cái nghiệm xấp xỉ của nó. Đúng như là chúng ta ở lớp 11 chúng ta có cái định ý cho một hàm f của x liên tục trong đoạn từ a đến b, đúng nhỉ? Nếu mà f phải a nhân f phải b mà nhỏ hơn không trong đoạn đấy, f a nhân f b mà nhỏ hơn không trong đoạn đấy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong đoạn từ a đến b nó tồn tại một nghiệm của cái phương trình f x bằng không. Còn nếu mà f phải a nhân f phải b lớn hơn không thì chứng tỏ là trong cái đoạn đấy không có nghiệm, đúng nhỉ? Vậy là người ta chia đôi khoảng nghiệm ra, chia đôi cái đoạn cần xét từ a đến b ra, và chúng ta xét là xem đoạn nào có nghiệm. Nếu có nghiệm thì chúng ta lại chia đôi, cứ thế chia đôi liên tục, cắt liên tục như thế, thì cái phương pháp mình gọi là phương pháp Newton để tìm nghiệm xấp xỉ. Cái này chúng ta có thể dùng cái MATLAB để tìm, đúng nhỉ? Ở trong MATLAB nó có sẵn cái phương pháp đi rồi. Thì ở đây chúng ta không tính toán bằng tay được, chúng ta dùng phần mềm. Lưu ý chúng ta phải hiểu nguyên tắc làm việc của nó. Tất nhiên là đi thi chúng ta sẽ không tìm cái góc tắt dòng này, nhưng mà về cơ bản là chúng ta phải hiểu là ở đây nó có tồn tại một cái giá trị tắt dòng là cái giá trị dòng điện bằng không. Chứ là giá trị dòng điện bằng không, tức là kết thúc được khi đó điện áp nó sẽ phi về không. Đây. Và tại sao? Cũng chính vì thế nó giải thích là tại sao ở trong cái trường hợp này có một cái đoạn âm. Đây các em nhìn cái đoạn âm này, đúng chưa? Đoạn âm này, đúng chưa? Đoạn âm tại vì nó phải chờ dòng điện về không rồi thì nó mới phi về không được. Đấy. Và đây chúng ta có thể tính được cái dòng tải trung bình. Dòng tải trung bình của chúng ta nó phụ thuộc vào cái góc beta, đúng nhỉ? Đây các em nhìn, ID của chúng ta bằng tích phân từ 0 đến beta. Đây, dòng phương trình dòng đấy mà, phương trình dòng điện đây, thì chúng ta có thể tính được dòng trung bình, dòng hiệu dụng, đúng nhỉ? Chúng ta tính được dòng trung bình, dòng hiệu dụng theo công thức tổng quát, đúng nhỉ? Nhưng mà rất tiếc là ở đây nó cũng phụ thuộc vào góc beta. Góc beta này chúng ta phải biết thì chúng ta phải biết được giá trị dòng trung bình và dòng hiệu dụng được. Vậy thì ở đây chúng ta trong cái trường hợp đặc biệt, nếu mà beta chia quy lớn 5 thì chúng ta có thể xấp xỉ e mũ trừ beta chia quy xấp xỉ bằng 0, đúng nhỉ? Đây, e mũ beta chia quy xấp xỉ bằng 0 đây. Đấy, cái này bằng 0. Thì phương trình còn lại chúng ta chỉ cần giải sin beta trừ phi bằng không thôi, đúng nhỉ? Và chúng ta thấy góc beta nó sẽ bằng pi cộng với phi. Lưu ý rằng là chỉ có trường hợp beta chia quy lớn 5 thì chúng ta mới dùng xấp xỉ này được, còn nếu mà beta chia quy nhỏ hơn 5 thì chúng ta không dùng xấp xỉ này, đúng nhỉ? Và lúc đó dòng điện
tải lúc này trở thành là ID bằng U2M chia cho 2P chia R chia cho nhân với 1 cộng cos phi, đúng không? À, chúng ta đọc cái ví dụ 4 này cho tôi. Đọc cái ví dụ 4 này cho tôi. Để các em thấy là trong cái trường hợp mà beta chia quy lớn 5 và nhỏ 5 thì chúng ta sẽ giải như thế nào. Em mấy phút đọc ví dụ 4 thôi nhá. Rồi tôi sang cái phần tiếp theo. Và cái phần này công thức báo cáo cái phần này là tôi sẽ cho hai bạn. Chỉnh lưu thi to một pha một nửa chu kỳ. À, RN hai cái bảng số 4 và số 5 sẽ làm về cái phần này. Tôi cho là các em phải tính góc alpha, alpha các em cho góc alpha khoảng 30 độ đi với góc 1 alpha. Với góc alpha. Không phải 60 độ. Nhà Hà, câu đã nhìn thấy chưa nhỉ? Bảng số 4 hôm nay tôi đã ra cho bạn 1 2 và số 1 hôm qua rồi 2 3 4 5. Lưu ý là các em có thể làm riêng hoặc có thể làm chung, đấy là tùy các em. Tôi không bắt buộc là cứ phải làm chung, có thể làm riêng, có thể làm chung, tùy. Theo nhóm được mà không theo nhóm được. Và nhớ rằng trước buổi thứ 14 phải nộp cho tôi để tôi lấy điểm giữa kỳ. Những bạn này nên nộp sớm để có điểm giữa kỳ để tôi chấm nên nộp sớm nha. Nào tất cả đọc cho tôi cái bài ví dụ. Mọi người có nghe tôi nói gì không nhỉ? Alo. Alo. Có thể. Có thể. Có. Mấy cái ông giao đề tài, giao bài tập 4 nó có nghe tôi nói không nhỉ? Có. Ừ, rồi, nào đọc ví dụ đi. Có gì không hiểu chúng ta sẽ giải quyết. Sau đó là tôi sang phần mới.
Em có thắc mắc gì về cái bài này không nhỉ? Chắc là tôi giải chi tiết này chắc không ai thấy đâu. Đúng nhỉ? Giải chi tiết này rồi. Thôi chúng ta nghỉ khoảng 10 phút. 5:20 chúng ta sẽ vào tiếp để học. Chào mọi người nhá. Nghỉ 10 phút nhá.
Rồi chúng ta tiếp tục với cái chỉnh dư giúp một pha một nửa chu kỳ tải RL. Ở đây chúng ta mới thấy rằng là đây tải RN, nếu mà chúng ta sử dụng chỉnh dư giúp một pha một nửa chu kỳ thì điện áp trên hai đầu tải RL nó có một cái phần âm này, có một cái đoạn phần âm như này. Đấy. Thì người ta thấy là cái đoạn phân âm này nó sẽ làm giảm cái điện áp trung bình, giảm điện áp trung bình trên hai đầu tải, đúng không? Thì điện áp trung bình bản chất nó của nó là tổng diện tích phần dương trừ đi diện tích phần âm mà, đúng là tổng hai cái diện tích này lấy tích phân mà, đúng không? Được. Thì chắc chắn là nếu mà có phần diện tích âm này thì nó sẽ làm giảm cái giá trị điện áp trung bình đầu ra ở trên tải. Đúng chưa? Và người ta mong muốn là người ta muốn cắt cái phần âm này đi. Cắt cái phần âm này đi thì nó chỉ còn cái phần dương này thôi. Thì nó sẽ đảm bảo cái giá trị điện áp đầu ra trung bình ở trên tải sẽ lớn. Và nó sẽ bằng với cái chỉnh dư diode tải thuần trở R. Và lúc đó người ta đề xuất là chúng ta sử dụng một cái diode sản, diode free-coming, đúng nhỉ? Và cái diode free-coming này chúng ta thấy là nó đấu chung ca tốt với cái diode chính. Đây các em nhỉ? Đấu chung ca tốt với diode chính, được nhỉ? Và đối với khi mà phân tích mạch điện tử xuất mà nó có nhiều diode hoặc là nhiều chi to thì chúng ta tuân theo cái quy tắc đấu của nó, đúng không? Đối với mà nhóm đấu chung alot thì đấu chung ca tốt thì alot dương hơn thì nó sẽ dẫn, đúng chưa? Còn đối với nhóm đấu chung alot thì ông nào đấu với ca tốt âm hơn thì ông ấy sẽ dẫn, đúng nhỉ? Và ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà U2 lớn không, đúng nhỉ? Đúng chưa? Thì rõ ràng là cái ông này ông dương, ông này ông âm, đúng nhỉ? Ông này dương, ông này âm, đúng nhỉ? Thì cái điểm này nó sẽ dương hơn điểm này, tức là alot của ông diode D này, đúng chưa? Luôn lớn hơn điện thế của ông alot ở cái diode D0 này, cho nên chắc chắn là khi mà U2 dương thì diode D dẫn, và lúc đó diode D dẫn nó sẽ điện áp ở trên hai đầu tải nó sẽ bằng là gì? Bằng U2, đúng chưa? Và chúng ta mới thấy là gì? Khi mà U2 nhỏ hơn không thì đây lệch dương, lệch âm, đúng nhỉ? Với điện thế ở anode của cái ông D0 này chắc chắn sẽ lớn hơn điện thế anode của ông diode D này rồi. Vậy thì rõ ràng lúc đó khi mà U2 âm thì lập tức là diode D0 nó sẽ dẫn, còn diode D nó sẽ không dẫn nữa. Mà khi diode D không dẫn mà D không dẫn thì các em thấy là khi diode D không dẫn thì cái điện thế điểm này bằng điện thế điểm này. Đây không dẫn thì nó giống một dây dẫn mà lúc nó ngắn mạch, đúng nhỉ? Vậy thì điện thế của điểm này bằng điện thế điểm này, có nghĩa là gì? Điện áp ở trên hai đầu tải bằng không, đúng nhỉ? Đây hai cái ông này bằng nhau, điện thế bằng nhau thì nó coi như gần như ngắn mạch đấy, giống như các ông cầm cái sợi dây điện ông đấu vào cái ổ cắm thôi, nó ngắn mạch một phát thì điện thế ở đây nó sẽ gì? Nó sẽ bằng nhau. Hai cái điểm này nó bằng nhau và điện áp ở trên hai đầu tải RR lúc này bằng không, và toàn bộ năng lượng nó tích trữ ở trong cụ cảm nó sẽ xả hết qua diode D0, đúng nhỉ? Và cái diode D0 này người ta gọi là diode xả, dịch theo tiếng Việt thì chúng tôi dịch là diode xả, còn Tây người ta gọi là diode free-coming, đúng nhỉ? Các em đọc cái chữ free-coming tức là nó gần như là diode xả cho cái năng lượng tích trữ đấy, đúng không? Và đây chúng ta thấy là đây, khi mà U2 lớn không, đúng nhỉ? Điện áp ở trên hai đầu tải UD bằng với U2, đúng nhỉ? Mà khi U2 nhỏ hơn không thì lúc đó D không làm việc, điện áp ở trên hai đầu tải thì U2 bằng với gì? Điện áp trên hai đầu tải UD bằng không. Đây. Nó không có đoạn âm này nữa, đúng nhỉ? Nếu mà không có diode free-coming, diode xả thì nó sẽ có đoạn âm này. Mà tại vì có con diode xả thì nó không có điện đoạn âm này nữa, đúng nhỉ? Và rõ ràng rằng dòng điện lúc đấy, đúng nhỉ? Dòng điện lúc đấy nó vẫn chảy theo cái chiều này, đúng nhỉ? Dòng điện lúc đấy nó vẫn xả theo cái chiều này. Ở đây cái dòng điện chúng ta đây, đúng chưa? Dòng điện lúc đấy là nó sẽ chảy qua diode D0, đúng nhỉ? Nó bao gồm hai phần. Phần thứ nhất ban đầu nó chảy qua diode D, đúng nhỉ? Là điện áp U2 dương. Và phần thứ hai nó sẽ chảy qua diode D0, đang nói dòng qua tải nha,
chứ nó không chảy qua D nữa, đúng nhỉ? Chảy qua đây, nó vẫn theo cái chiều đấy, đúng nhỉ? Đây, dòng bắt đầu chảy như thế này, đúng nhỉ? Sau khi mà U2 nhỏ không lập tức nó sẽ chảy như thế này, nhưng mà nó vẫn theo cái chiều này, đúng nhỉ? Và đây chúng ta sẽ có cái ID đây, đấy, đấy, đúng chưa? Và tùy thuộc vào cái giá trị tỷ lệ giữa L và R, chúng ta thấy là nếu mà năng lượng tích trữ ở trong quận cảng nó lớn thì chúng ta sẽ có cái dòng chảy qua quận, dòng chảy trong mạch trong tải nó sẽ là liên tục đây, như này, liên tục như này, đúng chưa? Còn nếu mà tỷ lệ L chia R nhỏ thì chúng ta sẽ có cái dòng gián đoạn như này, đúng chưa? Đây có một đoạn bằng không này, một đoạn bằng không, đúng chưa? Còn đây là nó lớn hơn không, mãi lớn hơn không thì người ta gọi là chế độ dòng liên tục đấy. Và ngoài ra còn có một cái chế độ dòng giới hạn, thì cái này, dòng giới hạn này chúng ta phải tính toán chính xác, tại vì là tôi cũng mô phỏng cái tôi lấy trên mô phỏng, tôi chưa tính được cái dòng giới hạn của nó, tôi chưa lấy được cái kết quả đấy, đúng không? Đấy là lưu ý mà chúng ta cần hiểu là tại sao người ta mắc cái diode xả đây. Nhiệm vụ của nó là cắt cái điện áp âm của cái UD đi để làm sao để cho điện áp trung bình hay dòng điện trung bình chảy qua tải RN đạt giá trị lớn nhất, đúng chưa? Đạt giá trị lớn nhất tại vì nó cắt được cái phần âm điều. Và tương tự thế, chúng ta có thể viết được cái phương trình dòng điện và phương trình điện áp ở trên hai cái tải RR khi có diode freewheeling, đúng chưa? Thì D dẫn và D không dẫn thì chúng ta có U2 bằng này, và D không dẫn thì chúng ta sẽ có như này, đúng không? Trong đoạn từ 0 đến pi và trong đoạn từ pi đến 2 pi chúng ta có chế độ dòng gián đoạn, chế độ dòng giới hạn và chế độ dòng liên tục, đúng không ạ? Và chúng ta tính được cái giá trị điện áp trung bình, như cái giá trị dòng điện trung bình này giống hệt với gì? Tải thuần trở đây, chỉnh như diode một pha một nửa chu kỳ tải thuần trở đây, đúng nhỉ? Căn 2 U2 chia cho pi, và khi L tiến đến vô cùng thì dòng điện bị là phẳng, đúng chưa? Em cứ thấy là đây này, khi mà L tiến đến vô cùng thì cái dòng này nó sẽ bị đảo phẳng ra, liên tục nó bị đảo phẳng. Và tại sao nó bị đảo phẳng thì các em về giải thích cho tôi giải thích ở trên lớp mấy lần rồi, đúng nhỉ? Tại sao nó bị đảo phẳng? Tại vì là nếu mà L tiến đến vô cùng thì nó lọc hết cái thành phần liên quan đến tần số đi, nó chỉ còn cái dòng trung bình thôi, và cái dòng trung bình, cái giá trị đảo phẳng đấy chính là bằng giá trị dòng trung bình và bằng căn 2 U2 chia cho PR. Lưu ý như thế. Và ở đây khi mô phỏng và khi làm tính toán báo cáo thì tôi đề nghị một ông là cái ông nào nhỉ? Ngô Trọng Nghĩa, chỉnh lưu thi to, chỉnh lưu diode. Một pha một lửa chu kỳ tải RN có diode xả, có diode xả, và các bạn này sẽ làm cái báo cáo về một phần này cho tôi. Công thức có rồi, các em về các em tính toán ví dụ là tính toán theo cái ba đen của tôi, công suất phản cái như nào, công suất đây, tất cả mọi người làm phải làm theo cái ba đen của cái bài đầu tiên này. Đây là ba rem của cái bài đầu tiên này. Đây cái ba rem của bài đầu tiên này. U1, U2 này. Vẽ hình này. Điện áp trung bình, dòng trung bình, công suất một chiều, dòng hiệu dụng, điện áp hiệu dụng, công suất tác dụng, công suất biểu tiến, hệ số công suất phản kháng, công suất méo, hệ số công suất đấy. Công điện áp ngược đại là trên diode. Đấy các em phải làm theo cái đấy. Tôi viết ở đây, tôi viết ngắn gọn, tôi làm cho bài đầu thôi, còn những cái bài khác tự các em phải làm. Đấy, đề nghị là các bạn đó làm cho tôi cái phần này. Như bạn ạ. Rồi, cái phần tiếp theo là cái chỉnh lưu một pha chi to, một pha một nửa chu kỳ, chúng ta cũng dùng tải RN, đúng nhỉ? Thì ở đây nó cũng giống như cái chỉnh lưu iốt thôi. Bản chất chỉnh lưu diode là một trường hợp đặc biệt của chỉnh lưu to với góc mở alpha bằng 0. Em hiểu không? Chỉnh lưu diode với góc mở alpha bằng 0 và chỉnh lưu to là góc mở alpha lớn hơn 0. Thì tương tự thế, đúng nhỉ? Ở đây chúng ta có thể tìm được cái nghiệm riêng
nghiệm riêng với cái điều kiện ban đầu ID alpha bằng 0 này. ID alpha bằng 0 thì bắt đầu với dòng điện và góc tắt dòng beta. Và cứ như thế chúng ta có thể tìm được những cái giá trị dòng như thế này. Tương tự như thế, đúng nhỉ? Đây. Tính góc tắt dòng beta theo cái phương trình, đúng nhỉ? Phương trình sau. Hiểu không nhỉ? Đây này. Đây, các em nhìn này. Em so sánh với chỉnh diode, bản tôi nhắc lại bản chất của chỉnh diode một pha một nửa chu kỳ. Cho chỉnh diode một pha một nửa chu kỳ là trường hợp riêng của chỉnh diode một pha một nửa chu kỳ trong cái trường hợp góc mở alpha bằng 0. Đấy. Và góc mở alpha lớn hơn 0 thì là trường hợp chỉnh diode to, thế thôi. Và các em tính toán y như thế, tính toán như cái bài chỉnh diode, như cái bài chỉnh diode chúng ta sẽ có được. Và làm mô phỏng. Là mô phỏng thay vì tải R thì ta dùng tải RR. Và đây là cái kết quả mô phỏng tôi cũng lấy ra thôi, không có gì gọi là phức tạp cả. Và đây tôi đề nghị bạn tiếp theo làm báo cáo là chỉnh new diode, chỉnh new digital một pha một nửa chu kỳ. OK. Đấy, vậy là được một đôi, hai đôi, ba đôi, bảy bạn rồi, đúng chưa? Mô phỏng cũng tương tự. Và tương tự thế rõ ràng là dùng chỉnh diode to một pha một nửa chu kỳ chúng ta cũng có điện áp âm này, đúng chưa? Và đây chúng ta cũng phải cắt cái phần điện áp âm này đi. Thì chúng ta cũng sử dụng một cái điêu xả, đúng chưa? Điêu xả đây kết quả mô phỏng của tôi đây, tôi lấy được nhỉ? L R lớn không